Rồi. Chồng cũng phải có một cảnh đi vô vậy chứ. Rồi chồng đi qua mấy anh kia. Hả? Chồng phải có một cảnh đi vô nữa. Đi tung tăng như vợ vậy đó. Đi qua mấy anh kia nha. Thôi. Ra khỏi khung hình. Rồi, rồi chồng đi xuống.